Sau khi thực hiện cuộc gọi 5G lần đầu năm 2019, đến đầu năm nay, tập đoàn Viettel đã tiếp tục thực hiện cuộc gọi video sử dụng 5G bằng thiết bị thu phát sóng do chính Viettel nghiên cứu và sản xuất. Bên cạnh việc nghiên cứu để tự sản xuất thiết bị thu phát 5G, tập đoàn này cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo mật cho mạng viễn thông mới này. Một hệ thống 5G bản chất nó cũng là một hệ thống viễn thông, hệ thống công nghệ thông tin. Dẫn tới là tất cả các cái yếu tố đảm bảo an toàn thông tin cho mạng lưới, từ phần mạng lõi, mạng truy cập đến mạng truy cập vô tuyến thì đều phải tuân thủ theo các cái guideline, các cái tiêu chuẩn an toàn thông tin hiện tại mà Viettel và các cái bộ ban ngành đang ban hành tổ chức. 25 billion IoT Internet of Things devices we expect globally by 2025, and there's only 9 billion people, of course. So we will see many more devices connected to the internet, and for that reason, authentication, identification is super important when it comes to 5G. And Ericsson has put a strong focus on that. Tháng 9 này, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định ban hành danh mục yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin cho trạm gốc 5G. Danh mục này được thực hiện với sự góp ý và giúp đỡ của các công ty công nghệ phần cứng sử dụng mạng 5G tại Việt Nam. Trong bối cảnh mạng 5G vẫn còn là bài toán mới, thì sự hợp tác giữa các công ty, đặc biệt là trong việc đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra, đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các hãng công nghệ. Khi một nhà mạng mà áp dụng một cái phương án bảo mật trên cái đường kết nối mà cái đối tác mà không thực hiện thì điều đấy không xảy ra được. Chúng ta cần có Bộ Thông tin Truyền thông đứng ra, giống như vừa rồi chẳng hạn, mình sẽ phải ban hành ra các cái quy chuẩn chung về liên quan chuyện là nhập thiết bị, rồi có thể là câu chuyện là có thể là tương tác giữa các thiết bị với nhau. Ví dụ như kiểu là trong một mạng lưới không chỉ một nốt mạng, có rất nhiều nốt mạng cùng kết nối với nhau. Với chính phủ thì cái hợp tác, cái hỗ trợ của chúng tôi tập trung nhiều vào cái việc chuẩn bị chiến lược và hạ tầng băng tần cho việc triển khai 5G thương mại. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà mạng như là Viettel, VNPT từ khâu chuẩn bị, thiết kế mạng 5G đến cái việc thử nghiệm mạng 5G. Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng đến tháng 10 tới đây, Việt Nam sẽ tiến hành thương mại 5G bằng 100% thiết bị trong nước. Cùng với việc triển khai mạng 5G, đơn vị quản lý cũng phải phối hợp với các đơn vị viễn thông trong nước đưa ra chiến lược bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin.